Quỳnh Như, cô thấy ngày hôm nay con rất là giỏi, rất là dũng cảm, dám thể hiện một ca khúc rất là khó. Không biết rằng là lúc mà nhận được bài hát này, con có cảm thấy lo lắng hay căng thẳng không? Dạ, con có. Khi mà được cô chú giao bài này, con cảm thấy khá là hồi hộp bởi vì bài này khó mà bài này đã được cô nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền thể hiện rất là thành công rồi. Cho nên là con cứ cố gắng hết mình vậy. Bây giờ hãy lắng nghe ý kiến nhận xét từ phía các cô chú huấn luyện viên xem là sự cố gắng của con như thế nào nhé. Chúc mừng Hà Quỳnh Như. Cô cảm giác như bài này con được về với đúng cái sở trường của mình ấy. Thật ra thì bài này cô lại không bất ngờ. Với Hà Quỳnh Như thì Hà Quỳnh Như phải làm được như vậy. Và đây là một cái tiết mục rất là tròn trịa, hoàn hảo như đúng với cái sự mong đợi của mọi người khi mà con hát cái thể loại này. Chúc mừng con. Cảm ơn cô ạ.
Còn đối với anh Hùng Anh và chị Lưu Hương Giang ạ? Em. Thực ra thì mỗi khi mà giao một cái gì đó cho Quỳnh Như, cô chú cũng đã đều biết trước. Gần như con đều đáp ứng được những cái yêu cầu mà cô chú đặt ra. Con là một cái người rất là cẩn trọng, an toàn, chỉnh chu. Tuy nhiên, cái sự phá cách ở con thì cô chú sẽ phải suy nghĩ nhiều về cái điều này. Cô chú có được con ở trong đội ấy cũng là một cái khá là khó khăn. Bởi vì trước khi cái cuộc thi này thì con cũng đã có được một cái hình ảnh khá là rõ ràng đối với cả khán giả rồi. Nên là để làm thế nào biến con thành một cái gì đấy nó khác biệt đi cũng khó. Mà giữ lại con như trước thì cảm thấy rằng mình vẫn chưa thỏa mãn. Cho đến bây giờ thì phải công nhận rằng đối với con mọi thứ nó vẫn đang rất là tròn trịa. Và chú mong rằng là nếu như mà mình mà có cơ hội được tiếp theo thì bản thân chú cũng sẽ phải nghĩ thêm cho con. Và con cũng thế, chúng ta sẽ phải tìm ra thêm những cái gì đấy khác biệt để tạo cho khán giả được thêm những cái sự mới mẻ hơn nữa. Con cảm ơn chú ạ. Xin được cảm ơn những nhận xét của các vị huấn luyện viên. Cảm ơn và chúc mừng con đã hoàn thành xong phần thi của mình. Cổng bình chọn chiếc vé may mắn vào vòng chung kết đã mở. Hãy cùng bình chọn cho top 7 thí sinh vào mỗi ngày trên ứng dụng Yolo, kênh bình chọn chính thức và duy nhất của chương trình Giọng Hát Việt Nhí năm 2018, để giúp cho thí sinh bạn yêu thích có cơ hội bước vào đêm chung kết và mang về những phần thưởng hấp dẫn được trao qua ứng dụng Yolo. Các bạn hãy subscribe kênh YouTube của chương trình Giọng Hát Việt Nhí để biết thêm rất là nhiều thông tin chi tiết.